Đấy, họ cho cả con cái xuống nữa này. Để chụp đây. Đấy. Đây là cúc họa mi nhá các bạn nhá. Toàn bộ đây là luống cúc, này là cúc họa mi đây. Có một người chủ vườn của cúc họa mi ra thăm còn phía cây xanh kia là cúc mới trồng chưa ra hoa. Đấy, một người bế con và một người đứng sang chân ra để chụp ảnh đây. Tuyệt vời. Xa xa như vậy là họ cứ tự chụp cho nhau thôi, hết người nọ chụp cho người kia thôi. Con Nga giờ chuyện đó hôm nay nó phải 50 chứ. Đến rồi. Nhưng mà giờ này nó mông má hay sao đẹp thế? Nó mông má nó vẫn đẹp. Nó vẫn đẹp từ trước này. Đúng rồi. Những bông cúc họa mi đây rất đẹp. Đây đây đây, đây cúc gì rồi cháu ơi? À đây à? Cái hoa cúc này đẹp gì? Lại còn có cái loại cúc rất nhỏ nữa này, chỉ bằng cái cúc áo của áo vét đây. Thôi đấy, cảm ơn các cháu nhé. Đây là khu vực trồng hoa của Đông Hải, toàn hoa cúc rất đẹp, trong đó là có cả cúc họa mi nữa. Đây là cúc vàng, hoa cúc màu vàng xen lẫn với hoa cúc màu tím và màu trắng trông rất đẹp. Đây là một cánh đồng hoa rất đẹp và rộng. Rất nhiều hoa và bây giờ đang mùa hoa nở rộ. Hoa rất đẹp. Đây là hoa cúc trắng. Đây là hoa cúc màu vàng. Bạt ngàn là hoa, rất nhiều hoa đẹp. Cái này mà chị em phụ nữ như vậy là sáng sớm hoặc là buổi chiều tối tầm này là đi chụp là tuyệt vời đây này. Khu vực này người ta gọi là làng hoa. Làng hoa ở dưới Đăng Hải, Đông Hải. Đây là cây hoa cúc mới trồng đây. Đấy, mới ươm xong, mới trồng xong. Phía xa xa là những người đang nhặt cỏ cho hoa. Phía xa xa là bà con trồng hoa đang
thu hoạch hoa và nhặt cỏ, chăm bón cho hoa. Khu vực này là dơn, cây dơn để chuẩn bị như vậy thu hoạch, trồng để thu hoạch Tết đây. Buổi chiều hoàng hôn là như vậy, là ánh nắng mặt trời chiếu rọi những cái luống hoa nổi lên những màu vàng, màu trắng, màu xanh trông rất đẹp. Phía xa xa là những anh chị ở trên phố xuống chụp ảnh để làm kỷ niệm rồi đưa lên Facebook. Đấy, một người trồng hoa dẫn anh chị đi chụp ảnh. Đấy, họ đi ô tô xuống này. Đấy. Như là những luống hoa bắt đầu lên nụ. Đấy. Phía xa xa kia là những luống hoa đã nở rồi, trông rất đẹp. Về một chiều tối như vậy là đây là những luống hoa đến thời kỳ thu hoạch để bán ở ngoài chợ. Phía xa xa kia là người trồng hoa đang hái hoa để bán, đang thu hoạch hoa. Đây là những bông hoa cúc màu trắng, gọi là hoa cúc đại đóa này, rất đẹp này. Bên kia cũng là đại đóa nhưng màu vàng. Đại đóa nó là bông cũng rất to. Là đúng dịp giáp Tết nhỉ. Bán thì ra tiền đấy. Bây giờ đắt hơn Tết à? Hay nhỉ? Tết không phải đắt đâu. Tết. Thời điểm này bây giờ là nó đang ít hoa nên là đắt. Bông hoa nó mới đắt chứ còn đâu. Như cái bông hoa to to này là trên kia là chú mua ở trên đấy là khoảng 6.000 một bông ấy. Bán 5.000 thôi. À thế à? Mình mua là mình mua như vậy là 5 bông thì ít nhất là 5 bông một. Thế 5 bông là họ lãi được 5.000. Thế là không cũng được bao nhiêu đúng không? Số lượng nhiều. Số lượng nhiều thôi. Nó vẫn chưa rụng cánh. Chứng tỏ là hoa cúc này rất bền đúng không? Bền. Thế là một năm là nhà cháu trồng mấy vụ? Thế là mình còn đi làm đúng không? Ừ. Đây là giúp bố mẹ thế là được rồi. Thanh Liên bây giờ nữa là làm được. Rồi. Nhiều nữa ở nhà chơi không ra ngoài đồng. Đúng rồi. Làm hoa. Đúng rồi. Đây gọi là thôn gì hả cháu? Đã. Đây gọi là phường. Đây bên Nam Hải. Nam Hải à? Nam Hải đất ở thôn Cuba. Nhưng mà vẫn ở bên Nam Hải nữa. Nhưng mà cái hoa này là đúng là người Đăng Hải đã trồng, không phải... À, người Đăng Hải trồng gì? Vâng. Bên Đăng Hải giờ hết đất rồi. Giặt đi lên khác. Thế là đất của quân Cuba nhưng mình thuê người ta? Vâng. Cũng được ấy. Mấy đất ở đây trồng còn đẹp vậy, nó cao. Hoa này mà là trúng ở trên đây. Hay nhỉ, đẹp, quá đẹp. Rồi chú cảm ơn nhé. Đây là buổi chiều hoàng hôn, một số chị em ở trên phố này xuống đây như vậy là chụp ảnh quay phim ở chỗ cúc họa mi đây.
Đây là người ta đang đứng ở đây, người ta chờ đây. Một người như vậy là chủ vườn hoa, người ta đã về rồi, không biết là người ta có cho quay chụp hay không. Đây là những luống cúc họa mi đây. Rất nhiều chị em phụ nữ thích cúc họa mi này lắm đây. Đấy. Đây là những luống cúc màu đỏ, màu vàng, màu trắng này, rất đẹp đây. Có hai mẹ con của chị phụ nữ ở trên phố xuống mãi đây như vậy là mười mấy cây số để quay phim chụp ảnh làm kỷ niệm đây. Buổi tối là những người dân trồng hoa, người ta nhặt rơm rác của cây như vậy là vứt đi, sau đó người ta để nỏ đi. Bây giờ tầm này người ta bắt đầu người ta đốt. Đây là như vậy là chất khói này bay lên là như vậy là mang tính chất đậm đà về nông thôn đây.